Nhờ đồng hương chúng ta sống ở tại các bang Cali cũng như ở tại Washington, hay là đặc biệt vừa qua ở tại Texas, đã đặt một câu hỏi lớn là chúng ta có tin được điều này không? Bởi vì nhiều người chúng ta có người thân đang ở Texas cũng chia sẻ về hóa đơn tiền điện trong thời gian qua tăng một cách không ngờ. Và rồi lại có nguồn tin mới nhất cho biết là công ty điện lực ở Texas khai phá sản vì hóa đơn lên đến 1,8 tỷ đô la Mỹ sau bão tuyết. Và điều này có tạo nên một nghi vấn và câu hỏi lớn hay không? Thực tế thì trong cộng đồng người Mỹ Việt chúng ta sống ở tại Texas cũng phải đương đầu với chuyện trả hóa đơn tiền điện tăng bất thường, mà con số lên đến cả ngàn, thậm chí 2-3 ngàn đô la Mỹ. Cũng như nhiều người ở bang Texas đã nói là có thể kiện công ty điện lực về vấn đề cung cấp điện trong thời gian bão tuyết vừa qua. Thì bây giờ lại biết là công ty điện lực khai phá sản vì hóa đơn tiền điện của công ty lên đến 1,8 tỷ Mỹ Kim. Vậy câu hỏi lớn vẫn đang nằm ở đó. Bezos Electric Power Cooperative, công ty cung cấp điện lớn nhất và lâu đời nhất ở Texas, đã nộp đơn khai phá sản ở tòa liên bang ở Houston, lấy lý do là có tranh chấp liên quan đến hóa đơn trị giá là 1,8 tỷ Mỹ Kim từ công ty điều hành hệ thống phân phối điện của tiểu bang. Bezos Electric Power Cooperative đó là một trong hàng chục công ty cung cấp điện đang phải đối diện với số chi phí khổng lồ sau khi xảy ra tình trạng giá lạnh trầm trọng ở tiểu bang Texas vừa qua. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt hiếm thấy này đã khiến cho các công ty điện lực cùng là các công ty môi giới bán điện phải cùng chịu số chi phí nhiều tỷ đô liên quan đến việc bị mất điện. Như chúng ta đã biết, lý do là thời tiết lạnh bất thường đã khiến cho gần một nửa các nhà máy điện ở Texas phải ngưng hoạt động, làm khoảng 4,3 triệu người không có điện hoặc là sưởi ấm, dẫn đến việc bể đường ống dẫn nước gây thiệt hại trong nhà dân cũng như là các cơ sở doanh nghiệp. Công ty này cùng các công ty khác do đã ký hợp đồng cung cấp điện cho hệ thống dẫn điện phải đồng ý mua điện từ các nguồn khác với giá rất cao để mà thế vào. Công ty điều hành hệ thống dẫn điện Texas, ERCOT, nói rằng hiện chưa công ty nào trả hóa đơn sơ khởi là 2,1 tỷ đô la Mỹ, sẽ có thêm nhiều công ty khác sẽ nhận được hóa đơn trong ít ngày đến, và nhiều phần là họ cũng sẽ từ chối không trả tiền. Thành phố Denton ở về phía bắc Texas tuần qua đưa đơn kiện ERCOT để buộc công ty này không được đòi thành phố phải trả tiền phí tổn và những người khác cũng sử dụng hệ thống phân phối điện không trả được. Đơn kiện nói rằng thành phố có thể bị đòi trả hàng chục triệu đô mà ERCOT không thu được từ các người sử dụng khác. ERCOT trong thời gian 4 ngày lạnh cống đã đưa giá cung cấp điện từ các nguồn khác lên đến 9.000 mỗi megawatt trên một giờ và cũng đẩy tiền lệ phí cung cấp dịch vụ lên rất cao. Lệ phí cung cấp điện của ERCOT trong thời gian này cao gấp 500 lần hơn giá bình thường, theo các giới chức kỹ nghệ điện cho biết như vậy. Mình mà người gốc Việt hay mắc tại Mỹ đó là bệnh loãng xương. Bác sĩ Jean Ngô, Ngô Bá Định đã nói về những nguy hiểm của căn bệnh osteoporosis, thường được gọi là bệnh loãng xương, một bệnh thường gặp trong cộng đồng người gốc Việt ở Hoa Kỳ. Bác sĩ Định là một chuyên gia y tế rất quen thuộc với cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn. Ông từng tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, hội thảo để nói về căn bệnh loãng xương. Ông nói phụ nữ hơn 50 tuổi vừa mãn kinh xong bị gãy xương phải nhập viện vì lý do chính là loãng xương. Bác sĩ cho rằng căn bệnh này có thể phòng ngừa được và muốn nhắc nhở cộng đồng về bệnh loãng xương. Bác sĩ cho rằng một lý do khiến cho nhiều người gốc Việt bị loãng xương đó là cách ăn uống. Tuy dáng người nhỏ nhưng nhiều người Việt Nam không dám ăn thịt cá, trứng sữa vì sợ bị cao máu, cao mỡ và cao đường, chỉ lo giữ eo. Ngoài ra thì người Á Châu thường là không uống sữa được, nên thiếu vitamin D và lại ít tập thể dục có lợi cho xương, ông nói như vậy. Ông còn cho rằng một lý do nữa khiến cho người Việt Nam bị loãng xương là do uống rượu và hút thuốc lá quá nhiều.
Ngoài ra, tiểu đường cũng là một lý do gây ra căn bệnh này. Bác sĩ Định cho biết người gốc Việt ngày càng bị tiểu đường nhiều và số người bị gần nhiều như là người gốc Latino, có tỷ lệ bị tiểu đường rất là cao. Bác sĩ còn đề cập đến những đồng hương từng bị đi tù cải tạo, ăn uống kham khổ nên thiếu dinh dưỡng và dẫn đến bệnh loãng xương. Tại sao loãng xương là một bệnh nguy hiểm? Bác sĩ Định cho biết đây là một căn bệnh không có triệu chứng, nhưng có một số dấu hiệu để mà phát hiện ra người bị loãng xương. Các dấu hiệu bao gồm người bị té ngã dễ gãy xương hơn là người bình thường, lưng khòm về phía trước và chiều cao có thể thấp xuống từ 1 cho đến 2 inch. Đây là một căn bệnh rất thường gặp vì 1/2 phụ nữ trên 50 tuổi bị chấn thương xương vì bệnh loãng xương ít nhất là một lần trong đời. Ngoài ra thì 1/5 phụ nữ ở gốc Á Châu từ 50 tuổi trở lên bị loãng xương sau khi mãn kinh. Về phía nam giới, những người trên 50 tuổi sẽ bị gãy xương hoặc là thấp đi một vài inch vì bị loãng xương. Vì vậy thì bác sĩ Định khuyên là đồng hương nên đi thử mật độ xương và những ai có Medicare sẽ được đi thử một lần trong 2 năm. Những bản ước tính mới nhất của chính phủ liên bang cho thấy tỷ lệ dân nghèo tại California vẫn cao nhất so với tất cả các tiểu bang khác. Mặc dù là có giảm bớt một chút và tỷ lệ sụt giảm của những người không được bảo hiểm ở tiểu bang này đã chậm lại, lần đầu tiên tính từ trước khi chương trình Medicaid được mở rộng. Theo cơ quan kiểm kê dân số, tỷ lệ những người ở California sống trong cảnh nghèo túng đã giảm xuống còn 19%, tức là giảm 1,4% từ mức tỷ lệ trong năm 2017. Tuy nhiên, các chuyên gia về chính sách nói rằng, mặc dù là có tin mừng đó, hơn 7 triệu người vẫn đang phải vất vả kiếm ăn qua ngày tại tiểu bang này, trong đó có nhiều sắc dân gốc Á cũng như là gốc Việt. Số liệu về dân nghèo được công bố vào ngày thứ Tư, ngày 12 tháng 9 cho thấy tình trạng rõ nhất về cuộc sống của dân lao động nghèo ở California, vì bao gồm khoản lợi tức từ các chương trình của chính phủ và các yếu tố trong chi phí sinh hoạt cao ở một số nơi tại tiểu bang này. California là một nền kinh tế hùng mạnh và một số chương trình mạng lưới an toàn để mà giúp đỡ dân nghèo. Tuy vậy, điều đó vẫn thường không đủ để mà ngăn chặn cảnh khốn khổ về kinh tế mà cứ 5 cư dân thì có một người phải gánh chịu theo các dữ kiện cho thấy. Chi phí sinh hoạt ở mức cao, chính yếu là tiền nhà, đã cản trở nhiều nỗ lực của tiểu bang nhằm cải thiện đời sống của dân nghèo. Bà Caroline Danielson, giám đốc chính sách tại Viện Chính sách Công cộng của California cho biết như vậy. Bà nói là chúng tôi có một cuộc khủng hoảng gia cư ở nhiều nơi trong tiểu bang và tỷ lệ nghèo khổ của chúng tôi là cao nhất ở hạt Los Angeles. Bà nói thêm rằng chi phí sinh hoạt và tình trạng nghèo túng thường ở mức cao nhất trong các quận hạt duyên hải của tiểu bang. Khi tính luôn yếu tố đó, chúng tôi gặp khó khăn. Tỷ lệ những người không có bảo hiểm đã giảm từ 7,3% xuống còn 7,2%. 1/10 của một mức bớt số điểm là một sự suy giảm nhỏ hơn khá nhiều so với 4 năm qua. Như nhiều tiểu bang khác, California đã mở rộng Medicaid sau khi đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng được thông qua. Và luật này đã bị chính phủ Trump tấn công trong năm ngoái. Một số người thì cho rằng sự tấn công này đã khiến cho việc cải thiện bị chậm lại tại California. Ông Scott Reith, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Chính sách và Ngân sách California, ông nói rằng sự thay đổi náo loạn về đạo luật y tế và nhiều nỗ lực nhằm bãi bỏ luật phải chịu trách nhiệm trong việc cải thiện chậm chạp của tiểu bang. Ông Reith nói là chúng tôi đã thấy một đám mây rất lớn của tình trạng bất chắc này xà xuống đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng và Medicaid trong năm ngoái. Ông nói thêm rằng nhiều mưu toan phá hoại luật này có lẽ đã làm cho người ta chán nản không muốn ghi danh tham gia. Tính từ năm 2013, tỷ lệ những người California không có bảo hiểm đã giảm bớt 10%. Chỉ có một tiểu bang khác ghi nhận mức tăng trưởng gần giống như vậy, đó là New Mexico, theo một bản phúc trình của cơ quan kiểm kê dân số. Ông James Scullery,
Phát ngôn viên của California nói, từ quan điểm của chúng tôi thì đây là một mức thấp lịch sử. Nó chỉ là một cú sụt giảm nhỏ từ mức chúng tôi ở cách đây một năm. Nhưng đó là một mức thấp lịch sử mới ở California. Tiểu bang này đã trải qua mức sụt giảm lớn nhất trong số lượng những người không có bảo hiểm so với bất kỳ tiểu bang nào trên toàn quốc. Nếu như một ngày nào đó các bạn ở Việt Nam qua Mỹ để du lịch, thấy cuộc sống ở Mỹ quá hào nhoáng với một căn nhà mua đứt cả triệu đô, thì bạn cảm thấy họ đã thuộc về thành phần đại gia, mà đại gia thì sống ở Mỹ làm gì cho buồn. Nếu đại gia thì không dạy gì đầu tư một cách thiếu khôn ngoan như vậy. Việc tìm một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể. Vì vậy khi đặt chân tới mảnh đất thiên đường này, việc bạn phải trở thành thành phần lao động chân tay đó là điều tất yếu. Đối với thành phần lao động này, ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ. Nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ, nên bạn phải làm việc cộng với lái xe từ 11 đến 13 giờ một ngày. Và công việc lặp đi lặp lại 7 ngày một tuần. Với mức vật giá đồ ăn như người Việt ưa thích thì tương đối là đắt đỏ. Đơn cử là 1 ký rau muống thì có giá cứ ngót nghét cả 10 đô và gần 2 đô cho 3 nhánh xả hoặc là rau thơm các loại, hơn 12 đồng 1 ký nhãn tươi và hơn 4 đồng 1 trái đu đủ hoặc là trái thơm, hơn 20 đồng cho 1 hộp chôm chôm 36 trái, vân vân. Đó là những thức ăn mà người Việt ưa dùng. Thì với mức lương khiêm tốn là từ 2 đến 3 ngàn và thậm chí là 4 ngàn đô trên 1 tháng thì chưa xài đã hết. Vì vậy, đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức là tiết kiệm và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua cả bảo hiểm y tế cho mình cũng như cho người thân trong gia đình. Thực chất thì bảo hiểm Mỹ rất là mắc. Ngay cả bản thân gia đình gồm 8 người và nhiều bạn bè cũng hầu như là không có ai có bảo hiểm. Vì cũng vì điều này nên đã chứng kiến nhiều cảnh thực sự là đau lòng. Chẳng may ai đó trong gia đình mắc bệnh hay là chính bản thân mắc bệnh và phải đi khám bác sĩ. Dù là bác sĩ không chữa được bệnh cho bạn, nhưng cũng lấy hơn 100 đồng tùy theo bác sĩ. Và bác sĩ đó lại giới thiệu tới một bác sĩ khác, mà bác sĩ khác đó cũng bó tay luôn, thì cũng lấy một khoản tương tự như bác sĩ ban đầu. Ở Mỹ, chữa bệnh vô cùng đắt đỏ. Một ca phẫu thuật nhiều khi trả cả đời cũng không hết. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù là mang bệnh ở trong người nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ cắn răng mà chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong. Đó cũng là chuyện thường xảy ra ở trong cộng đồng gốc Việt chúng ta. Tôi chỉ có thể nói đến cộng đồng gốc Việt bởi lẽ tôi sống chung quanh nhiều người Việt mà tôi biết. Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ nên không còn thời gian để mà chăm sóc cho bản thân của mình, chăm sóc gia đình cũng như là con cái của mình. Thường thì đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn, chứ đừng có nói là làm cơm tối cho gia đình. Và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà gì tới chuyện vợ chồng chăn gối nữa, vì phải giữ sức để mai mà còn phải đi cải. Còn đối với các chị em phụ nữ khi đến Mỹ cứ nghĩ mình là số 1, nhưng thực sự thấy các chị em chẳng sung sướng chút nào cả. Nhiều khi họ còn phải làm việc vất vả hơn cả cánh đàn ông chúng ta. Chỉ đơn cử là việc sinh con cũng là một thiệt thòi lớn đối với chị em rồi. Thông thường thì ở Mỹ, sau khi sinh, chị ở lại bệnh viện 48 tiếng đồng hồ và chồng thì cũng chỉ nghỉ từ 2 đến 3 ngày sau đó, là phải chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ của mình. Tôi chỉ nói những điều mà tôi thấy quan sát quanh cuộc sống của tôi. Từ 1-2 đến tuần là nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm và con nhỏ chưa đầy tháng tuổi thì là phải gửi trẻ từ 11 cho đến 12 tiếng một ngày. Đó là những gia đình cần phải có nguồn lao động thường xuyên để mà sinh sống. Nhiều khi con còn quá bé mà phải đưa đi gửi cả ngày thì ứa cả nước mắt, nhưng thực chất biết phải làm sao. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư, lấy tiền đâu ra để mà sinh sống? Ai lo cho đống hóa đơn hàng tháng? Và đến khi con đi học thì cả tuần không thấy mặt con.
Ở Mỹ, hầu hết thực phẩm đều là đông lạnh, có khi là hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày. Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa và cũng chẳng còn kịp nhai nữa, nuốt cho đầy bụng để mà làm việc. Bữa sáng thì ăn trên xe, bữa trưa thì ăn ở chỗ làm. Rảnh lúc nào thì ăn lúc đó và nhiều hôm bận bịu quá cũng chẳng có thời gian để mà ăn, là phải uống sữa mà trừ cơm mà thôi. Rất nhiều hôm bữa tối cơm canh đổ đầy một tô hâm nóng bằng lò vi sóng. Chồng thì lái xe, vợ thì vừa ăn vừa đút cho chồng ăn vội vã để đến đón con kẻo là trễ bảo mẫu lại than phiền. Chia sẻ đến đây thôi thì nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao lại không về Việt Nam mà sinh sống. Thực chất khi đi thì tìm mọi cách cho bằng được, giờ về sợ xấu hổ, con cái thì học hành dở dang. Khả năng kinh tế thì lại càng không cho phép, bởi lẽ nhà Việt Nam giờ quá mắc, khi đi thì đã bán sạch của cải ở trong nước hết rồi. Nếu ngày xưa có ai có nhà mặt phố bán để mà đi thì đừng bao giờ tìm hiểu xem là căn nhà đó bây giờ giá là bao nhiêu. Thực sự nếu không thì chúng ta sẽ tiếc nuối và ngủ sẽ không yên. Và nếu như về lại Việt Nam ư, lại phải bắt đầu lại từ con số 0. Riêng bản thân thì đã quá hèn mọn và không làm được gì cho dân tộc thì thôi, hy sinh chút sức mọn này cho gia tộc của mình vậy. Chỉ mong những người thân trong gia tộc nói riêng và những người ở Việt Nam có thân nhân ở nước ngoài nói chung thực sự là hiểu được cái giá trị của đồng tiền, mồ hôi, nước mắt mà người con tha hương đã gửi về giúp đỡ mình, để mà biết trân trọng cuộc sống, biết yêu thương những người đang sống ở Mỹ này. Nói chung, người Việt chúng ta rất là cần kiệm. Đa số sau định cư ở nước ngoài từ 2 đến 3 năm thì ai cũng bắt đầu có cuộc sống dư giả, ít nhất cũng khoảng trừ vài chục ngàn, 4-50 ngàn hay là nhiều hơn thế nữa. Đó là do tính chịu khó, cần kiệm và quyết chí làm ăn trong những năm đầu đầy khó khăn. Nhưng có tiền cũng nhiều gia đình cũng gặp phải những cái vấn đề. Bắt đầu nhìn lại cuộc sống với suy nghĩ là mình không thể ở mãi trong một căn hộ chật hẹp, phức tạp khi ở trong tài khoản của mình lại rủng rỉnh có vài chục ngàn, thậm chí 100 ngàn đô la Mỹ. Làm sao mình lại phải đi một chiếc xe cũ kỹ như thế này được? Thế là một ngày chúng ta tới gặp chuyên viên ngân hàng. Người nhân viên này đã từng ăn học ở trường hàng năm để mà dụ dỗ mọi người. Nào là chúng ta không phải ở nhà mướn và thực sự làm chủ căn nhà của mình. Đó là tài sản lớn, là khoản đầu tư sinh lời cao, và sau khi chúng ta trả xong căn nhà thì chúng ta sẽ có một khối tài sản lớn, vân vân, đủ mọi thứ. Và sau khi gặp môi giới xem thì một loạt nhà, và tất nhiên là chúng ta không thích một căn nhà cũ, căn nhà nhỏ trên dưới 500.000 đô la Mỹ. Và kết quả là chúng ta quyết định mua trả góp 30 năm cho một căn nhà 1 triệu đô, thậm chí hơn 1 triệu đô ở cho sướng tâm thần. Lúc này mới dọn vào nhà mới thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đất nước Mỹ thực sự đã cho mình quá nhiều cơ hội, rõ ràng là chỉ cần vài chục ngàn chúng ta có thể mua với giá trị gấp 10 lần như thế. Và chúng ta có thể sở hữu những chiếc xe hạng sang, chiếc xe mới xuất xưởng, đi mới keng, và đó là cái sở thích của mọi người, không riêng ai. Nhưng theo sự hiểu biết thì chúng ta đã chui vào một cái bẫy tài chính và hết sức tinh vi mà các chuyên gia kinh tế hàng đầu đã tạo ra. Tại sao lại nói như vậy? Khi vừa ký mua một căn nhà thì chúng ta đã mất đi 6% giá trị của căn nhà cho tiền môi giới, mà nhiều người thì cho rằng người bán phải trả. Nhưng theo mình thì người mua đưa tiền cho người bán trả. Tin thì chúng ta cứ bán ngay căn nhà chúng ta vừa mới mua xong thì sẽ biết là mình mất bao nhiêu phần trăm. Chẳng hạn như là mua một căn nhà giá khoảng 800.000 đô, cứ cho là trả trước 200.000 thì ngân hàng phải trả cho chủ đầu tư, đó là 600.000. Tức là bạn phải mượn 600.000 tiền mặt thế chấp bởi căn nhà với lãi suất là từ 4,99 cho đến 7,99% cho một năm, tùy theo cái tín dụng của từng người mà khi mua. Bên cạnh đó, chúng ta phải trả thuế tài sản từ 1,75 cho đến 4% một năm, cũng tùy cái khu và khu phố, cũng như là thành phố mà mình chọn mua nhà. Những ngôi nhà được bán với giá ngoài 500 một chút hoặc là hơn 1 triệu đô một chút đăng tải trên báo chí Việt Nam rất phổ biến ở tại Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu không am hiểu luật pháp của Mỹ thì nhà đầu tư có thể có bị mất cơ hội và cũng có thể bị mắc cạn.
Ví dụ tôi lấy một con số tượng trưng, chúng ta mua một căn nhà 800 ngàn, trả trước là 200 ngàn, thì phải trả hàng tháng tiền gốc là từ 2 cho đến 2.400. Tiền lời ngân hàng là 3.000 cho đến 4.000. Và tiền thuế tài sản là từ 1.200 đến 1.600, cộng với tiền vệ sinh khu vực là từ 600 đến 1.200 trên một năm, cùng với tiền bảo hiểm, vân vân, đủ mọi thứ tiền. Tính ra mỗi ngày ngủ dậy thì có một ai đó đã rút ra từ hầu bao của chúng ta từ 200 cho đến 300 đô la Mỹ một ngày. Sau 30 năm thì chúng ta phải trả lên đến hơn 2 triệu cho một căn nhà giá là 800 ngàn. Sau khi dọn tới căn nhà mới thì lại có một cái vấn đề nữa, đó là chúng ta thấy căn nhà trống trơn. Lúc này thì túi tiền của chúng ta cũng đã vơi, và chúng ta lại nhớ tới lệnh bài mà Hoàng đế Obama đã ban tặng. Và nó cũng giống như lệnh bài thật, bởi bất cứ trung tâm mua sắm nào chỉ cần kéo cái rẹt là có thể khuân về bất cứ thứ gì, từ cái mở nắp chai rượu đỏ cho đến cái tivi, tủ lạnh, vân vân, đủ mọi thứ. Chúng ta lại thấy vô cùng sung sướng là mình không còn thiếu bất cứ thứ gì, chỉ có một cái thiếu, đó là chữ nợ to đùng mà thôi. Và nợ đến mức mà chúng ta không thể thiếu nhiều hơn được nữa. Và đến thời điểm này thì chúng ta và vợ con đã nhiễm loại virus mua sắm. Loại virus này ở Mỹ thực sự là không có thuốc chữa. Và không chỉ ở Mỹ, tôi nghĩ ở trong nước cũng vậy. Nhưng xin thưa là loại thẻ tín dụng mua trước trả tiền sau này chẳng khác gì một con dao hai lưỡi. Với lãi suất là 15% cho đến gần 25% trên một năm thì tính ra cũng xấp xỉ mượn tiền nợ nóng ở tiệm cầm đồ ở trong nước. Khoảng là 20 ngày sau thì hóa đơn đòi nợ tới gõ cửa nhà của chúng ta mà không bao giờ biết mệt mỏi. Tôi cam đoan là sau khoảng từ 2 đến 3 năm lo trả tiền nhà, tiền thẻ, tất cả các tiền bill thì tóc của chúng ta không còn kịp bạc nữa mà nó rụng ráo trọi hết rồi. Có nhiều anh chàng kỹ sư chuyên gia theo được từ 5 đến 7 năm nhưng đùng một cái mất việc. Thử nghĩ xem, những người này trụ được bao lâu? 3 hay là 6 tháng là mất nhà. Và mất nhà thì dẫn đến việc gì? Đó là mất vợ, mất con. Vì vậy cho nên lâu lâu lại nghe là có một anh chàng tầm 35-40 lại vác súng tới chỗ làm để mà sát hại đồng nghiệp, vợ con, rồi lại đặt dấu chấm hết cho chính cuộc đời mình. Mà cứ cho là có nhiều người leo đến 30 năm để mà trả hết nợ nhà đi chăng nữa, thì lúc mà bạn sắp trở thành người của thế giới bên kia rồi, còn nhà thì cũng đã sắp sập. Và nếu bạn muốn sang căn nhà cho con cái thì con của bạn là phải đóng một khoản thuế rất cao. Nếu chẳng may bạn qua đời thì tất cả chủ nợ và đặc biệt là nợ tiền bệnh viện đến phong tỏa căn nhà và toàn bộ tài sản của bạn, kể cả tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng của bạn. Và lúc này chủ nợ sẽ bán đấu giá từ căn nhà đến đôi bông tai cho đến khi đủ số tiền mà bạn nợ mới thôi. Nếu không đủ thì họ có quyền thu hồi những tài sản mà trước đây bạn đã cho tặng con cái trong vòng 7 năm. Đau quá phải không các bạn? Tôi nghĩ ở Mỹ họ áp dụng chính sách xẻo dần. Người có nhiều thì xẻo nhiều, kẻ có ít thì xẻo ít, xẻo đến chết thì thôi không xẻo nữa mà bưng sạch luôn. Thực sự điều này cũng là công bằng, bởi lẽ đó là sự lựa chọn của mình. Mình có một cuộc sống tốt thì chúng ta phải chấp nhận. Còn như ở trong nước, theo tôi thấy khi mà tôi rời khỏi Việt Nam thì nếu bạn là một công nhân và bạn muốn mua một căn nhà, thực sự là không ai bán cho bạn. Cũng vì những lý do kể trên, dù tôi đã ở Mỹ lâu năm nhưng tôi lại thuê phòng hoặc là căn hộ để mà ở. Bao nhiêu tiền làm ra tôi đều đầu tư và xây dựng cái khối tài sản của tôi ngày càng lớn lên. Thực chất đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân và suy nghĩ của cá nhân, và cái cách làm ăn cũng xin được chia sẻ một chút. Mong rằng có nhiều thiếu sót thì cũng mỗi người bổ sung một chút để cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.